Vâng, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mở khóa cái đồng CMB để mình có thể giao dịch cái đồng CMB qua BTC qua tất cả anh em. Vì mình đã vì thằng Cô Biến đã gửi mail về cho mình là ngày 28 tháng 12, nhưng mà mình bữa nay mình vào cái mail mình lục lại mình mới gặp. Nhờ hơn cái thông tin này mình bữa nay mình vào mới phát hiện được tất cả anh em. Thì đầu tiên thì anh em muốn mở cái khóa cái đồng CMB này thì anh em mở cái mail lên, nó có hướng dẫn anh em nè, anh em dịch ra nha. Rồi thì đầu tiên thì anh em nào cai xây thành công thì vào cái nhóm Telegram chatbot của nó nè. Rồi anh em join vào nha. Phan. Anh em chạy chút. Rồi vì mình đã join rồi nha tất cả anh em. Rồi anh em thoát ra lại. Rồi anh em vào cái phần link thứ hai của Google Chrome của nó nè tất cả anh em. Vì cái kèo này mình cũng theo dõi trên cái theo Word và Telegram nó cũng đâu rồi. Đầu tiên thì anh em nhớ ghi cái email anh em đăng ký cái thằng Cô Biết nha anh em. Anh em ghi email vào rồi cái dạ cái Telegram account anh em này anh em muốn coi cách nào thì mình hướng dẫn anh em coi và ấy cho nó nha. Thì anh em thoát ra đi. Rồi anh em vào cái phần Telegram nè. Anh em mở lên. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ bên kia, mình cảm ơn tất cả các anh em là nhiều. Thì đầu tiên anh em nào muốn chưa có, anh em vào một cài đặt nè. Anh em nào chưa có đặt tên cái username này nè nha anh em, thì anh em vào đặt nha, vì mình đã đặt rồi. Tạo cái username này nè nha. Rồi anh em a cộng anh 1113 rồi anh em thoát ra đi. Rồi anh em điền vào cái mục Telegram account là a cộng anh 1113 rồi anh em bấm gửi, vì mình đã gửi rồi nha anh em. Anh em bắt buộc phải mở cái blog này anh em mới có thể là giao dịch đồng CNB này được nha anh em. Vì còn có một ngày nữa là nó sẽ cho mình chay rồi đó. Và video mình thông báo mình đến đây, anh em nhớ đăng ký và ủng hộ để cập nhật những video tiếp theo của mình. Hiện tại giờ mình chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em thành công.